Kính thưa quý vị, lại có thêm một cuộc phản đối bằng tiền lẻ. Lần này, địa điểm là trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cho rằng giá vé qua trạm quá cao nên khoảng 30 tài xế đã dùng tiền lẻ để mua vé, giống như những gì đã xảy ra tại trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 9 năm 2017, các tài xế đã sử dụng tiền với các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng đến 5.000 đồng. Bắt đầu từ 16 giờ, các tài xế di chuyển từ phía Hải Dương qua trạm thu phí lên Hà Nội. Đến khoảng 17 giờ, họ vòng lại để qua trạm lần thứ hai. Các tài xế đã mua vé bằng tiền lẻ dẫn đến việc đẩy thời gian giao dịch tại cabin lâu hơn bình thường. Đồng thời, do người dân kéo ra xem rất đông nên giao thông khu vực này đã xảy ra ách tắc. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, thì trong chiều ngày 4 tháng 9 đã có rất nhiều công an có mặt tại khu vực này để phân luồng giao thông và giữ an ninh trật tự. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin sau trên website thanhniên.vn, trên kênh YouTube và Facebook của Báo Thanh Niên.